chim nha mọi người. Rồi rồi rớt tao. Vô 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 vô. Ủa, tiền đâu? Cầm một tay thôi. Anh mua rồi hả? Ok. Ok, vô cam đây cho mọi người thấy. Trời ơi, sao khó vậy? Đây 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 đây. Anh đi á. Nhảy nè, đó, ghê không, ghê không? Vợ bắn đi chưa? Ừ. Trời ơi, hai tụi mình là yêu nhau rồi. Nhưng mà cái này đã làm gì tự thấp nhau? Anh đường. Đây à? Trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì kỳ vậy? Chưa gì ra mới đúng vô cái chết ngắt rồi. Cái gì vậy? Cái gì mà kỳ vậy? Rồi, có bé cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh có tay bầm, xong nó dừng lại. Ai bảo anh bò? Mà không bò là không cứu được luôn á. Thấy góc nó địch bắn rồi không? Trời ơi, không sao, không sao, biết nghe mình sẽ làm. Rồi, xong, đúng là cái team mình đã dặn tụi nó trước rồi. Trời ơi, má ơi, chị kỳ vậy. Ôi, trời ơi, tôi hãy coi cái đội hình bên kia xem. Đội hình bên kia gồm hai huyền thoại, hai kim cương. Thôi, toàn. Không sao đâu, bọn hiện tại mua sống má ơi. Đâu mua đi. Okay. Rồi, ok. Đồ mà trời ơi, dơ lên cao người ta mới thấy được. Rồi, ok. Đứng. Đây, cái gì vậy? Đừng có chạy. Đừng có chạy tùm lum nha. Anh đặt con kiều đó. Ok. Anh đặt con kiều hả? Ừ. Anh đừng có kiều. Dừng lại, dừng lại. Sao chạy lại? Dừng lại. Rồi. Hướng tâm mày định, hướng tâm mày định. Em mới là người hướng tâm, anh đâu có xoay được. Hướng tâm anh xoay màn hình, mới hướng được tâm anh, để im đi. Đừng có xoay tùm lum. Ủa chứ em định. Đúng. Ok ok, ngồi xuống. Ủa vợ ngồi hả? Rồi. Ok. Không thấy ai hết. Khó quá à. Chạy đi chạy. Anh nghe tình tiêu chung là bắn. Chạy đi. Công luôn. Ok, công luôn. Đấy nó ngồi đây nè. Đâu? Thấy không? Đấy. Thấy. Nhảy lên. Đấy, bắn. Nhảy lên. Có. UMB, đi ra. Sấy không kêu. Ủa, tính là lần mình sấy thôi, chạy. Qua. Nạp đạn vào. Ok, nạp đạn. Bao nha. Ok. Rồi, chị thắng. Quá. Gì em đứng cái gì vậy? Nói vô, nói kỹ thật không? Con cũng qua được, cái tay này cũng qua được, mấy cổ này nè. Còn một nữa thôi. Địch đâu rồi? Không biết. Nó địch nó trên nút kìa. Quay vào đi. Địch nó trên nút kìa, trời ơi. Anh đừng có, anh cầm cái điện thoại dốc gì vợ, không bắn được nó, mày cầm gì nó. Rồi, ok. Mày bắn được, ok. Rồi, từ, hành động. Hành động cái gì? Hả? Hết địch rồi, không phải sợ đâu. Chạy đi. Ok. Qua, địch đâu? Bắn cho nó sợ anh. Ơ, nó bên này. Để nó tui. Tục cho nó lên. Công luôn. Công luôn chạy đi. Bắn. Trời ơi. Thằng địch sắp chết. Giết được thằng sắp chết rồi này mà. Mới giết được thằng địch sắp chết. Hay mừng quá, cũng được một kill anh. Cần chữ còn một kill thôi. Ờ ok, em giáp mũ. Đây mà ứng mua nha. Rồi một kill. Không mà không đặt con kill được đâu. Cứ tiết kiệm đi, mua nắm đi. Rồi ok. Đừng có dốc vậy mà không trong điện thoại được. Là công thẳng của thằng địch. Gặp thằng địch là kêu nó là em xin lỗi, nghe chưa? Để đồng đội đi trước đi. Trời, cũng kiên nghiệp phết. Đó, thấy chưa nè, anh đừng có dốc vậy mà chạy không được. Được. Rồi lên luôn. Đập con keo. Rồi đắt ra. Trời. Đắt quả thế chứ. Chạy vô nhà. Cái con chạy. Ai bóp kia. Bắn đi! Quay đầu lại! Chạy! Mình bắn nó thưởng tay không? Đâu nha! Quay đầu! Chạy! Nó trên lầu chắc luôn! Lên công luôn! À! Trời ơi! Mình vừa nằm mình vừa chết luôn! Trời má ơi! Đừng cứu! Cứu! Rồi! Bấm máu! Ok. Ủa có sụp, để vợ.
sởi. Thấy chứ mà bắn đồng đội. Đó đâu? Thấy nè, thẳng vào con nãy đâu đây, mũi súng. Trời ơi, nhưng mà em gà quá, đổi chỗ. Đổi vị trí. Kia đổi chỗ. Đổi vị trí, đi lên. Ok, đổi vị trí. Rồi, nè, em. Đây là phần của em, có súng rồi. Mua kêu. Không, mua cây sửa giáp. Mua kêu. Mua kêu luôn hả? Em nhắm em đặt được không vậy? Rồi, mua nắm. Nắm, ok. Nắm, rồi tắt đi, ok đây, rồi. Đây. Ok rồi. Đi. Di chuyển cho đàng hoàng nha bạn. Thì tự nhiên có cái súng nắm đây. Rồi đi. Ủa? Cậu UMP đâu rồi? Không cần luôn. Anh thả cậu UMP đó rồi. À, cậu UMP sao mà bắn được? Bắn trời được ơi. Hết. Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Nhảy lên. Chạy lên đấy. Rồi chạy. Ok. Bên kia, bắn nó. Trời ơi, mày chở mặt tao mày. Gặp cho. Kêu hả? Kêu. Chạy đi. Nhưng mà ở đây anh bắn one shot kìa. One shot thì nhờ vào di chuyển nha. Quá chuẩn luôn. Trời ơi. Không, hình như mình vẫn được kill á. Lấy được 3 kill kìa, thấy không? Ok. Mình bắn cũng ghê chứ. Đã mình thôi. Ok. Trời ơi. Còn một thằng được team nó ra đi trời. Nãy kêu là ngon rồi, kêu mày giò làm gì nhảy. Mình tìm hái. Mà chạm nó kêu mà nó đặt. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đến với round tiếp theo. Ok. Rồi. Bây giờ là em đừng có nghiêng thì nghiêng thì anh bắn không được. Nghiêng. Mình bắt súng à? Anh cầm điện thoại chứ. Mua nè. UMP. Ok. UMP. Rồi không có tiền mua giáp mũ luôn. Đừng có mua cái đó. Trời ơi, không có giáp chơi không được đâu trời. Chơi giáp 2, tôi để tiền mua một kêu. Bọn này nó không biết đường cho mình keo ta. Trời ơi, nhảy. Ôi giời. Cái gì vậy? Anh lướt vào cái phần ngắm. Nhảy. Cái gì vậy? Chạy. Trời chưa. Được. Bắn nó tắt đi. Ôi dí tắt đi luôn á. Ôi dí tắt đi được á. Bắn là phải dí tắt. Đừng chạy đi. Chạy ra đâu. Chạy hướng này đi. Ok. Chạy hướng nào. Đây. Cầm súc. Để vào lo. Địch đâu rồi? Trời ơi. Không nghĩ tiếng chân anh mới là người nghĩ tiếng chân á. Cứu. Trời ơi, con Ly này mấy lần không cứu được mình luôn nha. Kể thì kệ tao. Không ai cứu được tôi hết về. Rồi xong. Một đồng đội nữa ra đi. Quen luôn. Trời ơi. Trời, xong luôn. Không, hai người. Vẫn còn win được. Cái gì vậy boy? Ơ, boy làm gì vậy? Boy nó muốn làm cho game này có. Rồi. Còn 1-1 rồi, bên kia nó cứu mất bà rồi còn đâu. Cái kiểu gì nó chả cứu. Trời ơi. Ủa gì vậy? Ali chạy ra bon. Kiểu gì? Không, quyết định là quay lại rồi mà không quyết định là cứu boy nè. Có vẻ như là tình bể bành bông rồi. Bành bông là cái gì? Cái gì vậy? Đắm tay luôn hả? Ui. Nó chỉ cho game này khó hơn à. Gà kèo mà địch nó không thèm luôn. Địch nó không thèm đánh nhau luôn. Cái gì vậy? Còn đâm trúng kìa. Nó đâm cửa đầu luôn kìa. Thật là thú vị. Không hiểu cho lắm. Rồi, chúng ta sẽ đi vào round cuối cùng. Nãy em cầm điện thoại, cầm dưới dơi này, cầm dưới dưới này, ai bắn được. Rồi, bây giờ lấy súng gì? UMP. Mua một súng thôi nha. Ok, UMP. Rồi, cậu thích mua cái gì? Ok. Rồi, nữa. Ok, rồi. Lấy bom. Ok, tắt ngắm đi rồi. Này, tắt ngắm đi. Anh quên. Anh sẵn súng lên đi. Anh chúng à? Ừ. Mất công tí nữa anh không nhấp chúng được hả? Anh có tâm cho coi. Rồi. Chạy đi.
cứ di chuyển đàng hoàng, không phải sợ. Bom 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 bom. Trời ơi, nó quay ra luôn. Trời ơi, rồi biết rồi, ra luôn, ra đường kia. Bắn nó. Con bảo ra đường kia mà, anh di chuyển như ngáo vậy. Ra đường kia là đường nào? Đường thẳng á. Thì nó cũng là ra đường kia. Ủa? Rồi xong, win luôn. Mình là MVP. Hai vợ chồng mình là MVP rồi. Hai vợ chồng mình là 6 kill rồi. Anh nhớ là 6 mà. Không 6 thì 5 mà. Trời ơi, danh ba cái game này cũng thắng đi không? Trời ơi. Thấy chưa? Hai vợ chồng mình MVP được chưa? Anh tưởng là mình là MVP. Không sao, trời vậy mà cũng được đứng top 3 đâu, phải là ngu dốt nhất team đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, cũng được 5 kill chứ gì. Đúng không? Rồi. Thì lần những livestream lần sau mình với Waterboy sẽ chơi chiêu này đúng không? Nhưng mà thấy anh Banger vỡ bùm bùm vỡ đầu bùm bùm vỡ đầu. Ok, bye bye mọi người nha. Bye.